Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị thiết mai vàng đang mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đào Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Tám chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống để chơi Tết 2024 luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào, em xin được phép cho clip luôn nha cô chú anh chị. Dạ, con xin chào chú ơi. Rồi, thôi giờ chú Khôi chào Hương nha. Dạ, kính chào bà con trên cả nước ha. Thì hôm nay thì cái cửa hàng lô của chú Tám á có về cái lô mai cúc thọ hương mới nha, đẹp tuyệt vời nha, nút nụ kêu bằng phải nói có 102 nha. Thì trước hết thì giờ thôi giờ kính chúc bà con toàn quốc trên cả nước nha có một ngày vui tràn đầy hạnh phúc nha, tràn đầy năng lượng nha, dồi dào sức khỏe nha, sau đó không quên là giúp đỡ ủng hộ tụi em hết mình nha. Rồi dạ, bây giờ mã số đầu tiên là cây số 1 đó. Cây số 1 là cây cúc nhị dài nha bà con. À, bà con thấy không, cái dáng nó cũng như dáng như dáng bay nha bà con. Cái nút nụ phải nó có 102 luôn. Dạ. Nhìn là thấy ok liền đó nghe bà con. À, hết, hết biết nha. Cảnh mini okay hết chứ anh chị. Quá tài đẹp tuyệt vời. Cái này mình ghép được 3 bo nó về 10. Rồi. Hoành thân là 10. Chiều cao của cây là 28. Tán ngang dài nha bà con. À bà con ngang. Thấy tán ngang tới 71 bà con ơi. Đó tầng bay á, tầng bay 71. Mã số 1 nha, cây cúc nhị dài nha. Giao lưu với bà con mình 550.000 bao ship tặng chậu nha bà con. Dạ 550.000 luôn chị nha. Này nhìn, nhìn cái cây là thấy ấp phê ha bà con. À, bà con không biết phê không chứ tôi thấy là tôi thấy tôi phê đó. Dạ, đâu rẻ luôn à. Mã số 2 bà con ơi, cũng là cây cúc thọ hương bà con. Đó, cây một ghép cũng bằng ngón tay út của em nha, nhưng mà có cái là nút nụ dữ lắm nha bà con. Đó, bữa nay là bà con thấy nút nụ khủng khiếp luôn đó. Cây thì tròn vo, gốc bự nha, có bộ đế cũng có 102 nha bà con. Dạ, dán trực đế, cũ đế nở luôn nha chú. Phải đẹp tuyệt vời ha. Dạ, đế mà nó nha. À, hoành thân của cây tới 27 bà con ơi. À, cái bộ đế nó sẫm sẫm cao lên như vậy là tới 16 đó bà con. Rồi, chiều cây của cao là 104. Tán ngang là 81. Mã số 2. Cây cúc thọ hương này giao lưu với bà con của bác mình là 2.400.000. Mà 2.400.000 này là tụi em bao ship tặng chậu luôn nha. À, tụi em bên đây thì coi như giao cho bà con mình là đóng bằng kiện gỗ, chắc chắn ngon lành. Cây rồi giao tới nhà bà con là y gan như như trên clip quay này chứ không khác gì hết trơn nha. Dạ. À. Luôn à. Mã số 3. Cũng là cây cúc thọ hương. À, cây này kêu bằng thẳng đứng nha bà con, như cây thông nha. Dạ, vô dây chi cành, trời ơi nó tròn vo đẹp quá trời bà con ơi. Nhưng mà có một cái ở đây, cái lô mai của tụi em có cái một có 102 là coi như vậy là nút nụ bà con là thấy kêu bằng như cái găng cưa. À. Đều gan hết, không có sót một chỗ nào chứ. Bảo đảm cho bà con ở đây mua mai ở đây là Tết năm nay là coi như bà con là chưng Tết chơi Tết là phải nói là ok có 102. Đó. Củ đế luôn, còn củ đế thì thôi khỏi nói rồi. Đó, bà con thấy không đó, cái củ với cái đế giá lại rẻ. Dạ, dạ. Hoành thân là 23. Dạ. À, bà con coi cái củ đế nó sẫm sẫm cao lên, nó cà quắn và quắn tới 30 chiều cao đó bà con. Rồi, chiều cao 139. Tán ngang 87. Mã số 3, cây cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình 3.300.000. Dạ. Tụi em bao ship tặng chậu. Cây tàn thông, cây này phôm lớn á quý cô chú anh chị. À, nút nụ là có hết trơn rồi nha. Nút nụ là có 102. Dạ. Dạ. Cũng là cây cúc thọ hương, tròn vo như cây dù bà con ơi. Dạ. Cũng là dán trực tàn dù luôn á. Thấy không bà con, thấy không, tròn vo ha. Lá thì mượt mà ha. Nút nụ thì bao la ha. À. Dạ, có một số nút nụ xanh thì mình tét mặt bông được coi chú chị nha. À, bà con thấy không, có bộ đế đẹp cũng có 102 ha, cây gì thẳng băng ha, như cây đằng cây vậy ha. Đó, hoành thân tới 26 lận bà con ơi. Dạ. Chiều cao 118. Tán ngang 90. Mã số 4, cái cúc thọ hương này giao lưu với bà con của bác mình là 2.200.000 bao ship tặng chậu. Dạ 2.200.000. Củ đế nở nha cô chú, nó nở dấp chữ A luôn nha.
Cũng cây cúc thọ hương, cây này tàn với cây dù bà con ơi. Thiệt y gan với cây dù, không khác cây dù chút xíu nha bà con. Đó, bà con thấy không? Cái chột ghép nó bằng tay chỏ, tay cái nha. Đó, cây này cũng vào mùa hết rồi, nút nụ thì coi như là chẳng sát như gần cưa hết nha bà con. Đó. Lũ kim vô là đều cây luôn rồi đó, biết không chú anh chị? Đó, còn cái xôi không là cốt cành đóng tứ diện luôn nha cô chú. Cây thì lại bự nha, thân cây bự lắm nha bà con. Gốc bế lại con lạnh luôn ha. Rồi, hoành thân là 25 bà con ơi. Chiều cao 106, tán ngang 102. Cây mã số 5 cây khúc thọ hương này giao lưu với bà con mình là 2.900.000. 2.900.000 thì tụi em bao ship và tặng luôn cái chậu. Dạ 2.900 nha thôi đó anh chị. Dạ mã số 6. Rồi mã số 6 cũng cây khúc thọ hương bà con ơi. À, cây này tụi em vô dây đồ rồi cái nó tròn vo như trái banh vậy ha, nó không có một cái lỗ nào khuyết mà ở cho nghe bà con. À, cái một ghép nó cũng bằng ngón tay chỏ tay cái hết nha, nút nụ thì bao la luôn nha. Đó, bà con coi đó, coi. Nó vô trắng từ hết trơn, răng cưa như răng cưa hết trơn đó, mỗi mắt lá luôn á. Còn cây thì bự à chứ không phải cây nhỏ nghe. À, có cù đế cũng phải nó ngon lành luôn nha bà con. Đế có 102. Rồi hoành thân 27 bà con ơi. Dạ, cây này cũng cù đế nở luôn. À, cù đế nè bà con coi nó xổm lên nè. Đó nó xổm tới chỗ này là 14 luôn đó. Dạ. Rồi, chiều cao 102. Tán ngang là 94. Cây mã số 6 nha. Cây cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con mình là 2.700.000. 2.700.000 là tụi em nó bao ship mà tặng chậu á. Bà con mà mua rồi tụi em đóng kiện gỗ gửi về tới nhà luôn. An toàn cây, cây rất khỏe mạnh, ngon lành luôn. Mã số 7. Mã số 7 cũng cây cúc thọ hương bà con ơi. À, cái cây này cái dáng thì nó cũng xiên xiên nha. Nhưng mà một ghép thì vô dây đâu rồi nó tròn vo, nó đều gan luôn ha. Nút nụ thì cũng bà con thấy đó, bao la luôn. Đó coi này, chỗ này hết biết luôn, không còn sót chỗ nào chân bà con thấy không? Đó. Về đón sinh 2024 này là như ý luôn. Không khoảng luôn. Này nụ đều lắm rồi đó. Có cái bộ đế phải nó có 102 luôn. Đế nơ mà nó gom cũng đế. À, bà con nhiệt tình ủng hộ dùm em coi hổm gài thì em thiệt tình chứ không có đóng được cái kiện nào hết trơn cũng buồn dữ lắm rồi đó. Mà con gái ủng hộ giúp đỡ dùm em nghe đang đóng được nha. Mà hoành thân là 21. Dạ. Chiều cao 117. Tán ngang 76. Mã số 7, cây cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình 1.900.000. Dạ, 1.900. Là tụi em bao ship tặng luôn cái chậu đó nghe bà con. Cũng là cây cúc thọ hương. Dạ, cái này, à, cái cây này à, lùng lực tròn vo, lá xanh mượt mà chia cành thì không có chỗ ấy, nút nụ thì không còn chỗ chê ha. Quá trời đẹp bà con ơi. À, có cái bộ đế cũng là lại có 102 ha. Ngộ ngộ kỳ đời. Cái ngộ này là ngộ đẹp nha bà con, chứ không phải ngộ xấu nha. Nó đẹp hơn em nhiều quá. Nó mà nó gom đế ừ. Góc bự bà con ơi, nhìn nè. À, cái hoành thân nha bà con coi nè, hoành thân nó tới 28 nha bà con. À, cái bộ đế của nó nè, nó sổm cao lên là tới 13 đó bà con ơi. Rồi, chiều cao của cây là 103. Tán ngang 83. À, mã số 8 là cây cúc thọ hương này ha. Xin giao lưu với bà con của bác mình 2.600.000. À, chỉ có 2.600.000 là có cây cúc thọ hương ưng ý năm nay để đón xuân 2024 nha bà con. Đồ kim là có trơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 9. Mã số 9 cũng cây cúc thọ hương bà con ơi. À, dáng xiên xiên. Tròn vo như cây dù luôn, quá trời cái cây gì mà nó đẹp, có 102 ha. À, bà con coi vô dây rồi ha, không có một cái chỗ nào để hở chứ nha bà con. À, nút nụ thì bao la, chi cành thì quá đẹp. Mai thì nó đủ các yếu tố, một là chi cành ha bà con, hai thì thân cây, ba nữa là đế, mà này ta nó đủ yếu tố rồi ha. À, nó đẹp. Chồng khép rồi cả bằng cái đầu đũa không ăn ăn lên nó lúc đó coi chú vậy. Coi coi hoành thân của nó coi. Hoành thân tới 28 bà con ơi, cây này gốc bự á.
chiều cao 117, tán ngang như vậy là tới 99 bà con ơi. À, mã số 9 cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con cô bác mình là 2.600.000. 2.600.000 là tụi em bao ship tặng luôn cái chậu đó. Mà nếu bà con có nhu cầu ở thành phố chở về đây ha, có thể là điện bữa nay thì ngày mai có đó. 9-10 cây, 2-30 cây cũng được luôn. À, là tụi em giao là có đó. Mã số 10 cũng cây cúc Thọ Hương bà con ơi. Cây này gốc bự ha. Tàn thì cũng to ha. À, vô dây một cái rồi khích ghét, không có còn cái chỗ nào mà chen vô ha bà con. Nút nụ bao la cũng như bên em vậy á, làm ruộng mà kêu bằng sáng mà thấy cục đất nó không lọt xuống là miếng lúa đó, kêu bằng trúng ngời ngời ha. Mai cũng vậy, không có khuyết lỗ nào là cây mai nó đẹp, bông phà phà. Đây, hoành thân quá sư bự, 28 28 hoành đó. Chiều cao 116, tán ngang như vậy là 93. Mã số 10 cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con cô bác mình 2.800.000, bao ship tặng luôn chậu nha bà con. Ở đây cái cửa hàng của tụi em bán thì bao ship tặng luôn chậu, đóng là đóng kiện gỗ. Nếu mà gần từ thành phố trở về đây thì tụi em bao xe mướn xe giao luôn, không đóng, chứ còn mà xa xa là đóng kiện gỗ. Hương, cây cúc Thọ Hương bà con thấy ha, dáng xiên xiên mà ở trên nó tròn như cây dù ha. Cái một ghép cũng bằng tay út tay chỏ cho nha bà con. Ở đây thì bà con cứ khỏi lo là nút nụ bao la, cây nào như cây nấy. Nụ là chùm chùm, cây này ghép gì cực ghép lắm á cô chú anh chị. Tàn cứng tàn ha. Đó, bồ đế bà con thấy ha. Dáng xiên xiên bồ đế quá đẹp. Hoành thân 27 bà con ơi. Chiều cao 95. Tán ngang 89. Mã số 11 cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con mình là 2.300.000. Dạ. 2.3 là tụi em bao ship tặng chậu. Dạ. Dạ. Mã số 12 cũng là cây cúc Thọ Hương. Bởi vì cái cửa hàng của tụi em là chuyên về cúc Thọ Hương, đủ các loại mai hết nhưng mà cũng chuyên về cúc Thọ Hương đó bà con. Dạ. Măng tàn dày đều. Dạ. Tàn tròn do. Nội ở trên công ghép 5-6 mục trên đầu ha. Bằng ngón tay út tay chỏ chân bà con. Lúc nụ thì bà con thấy ha, ok luôn, bao la luôn. Thân thì xiên xiên, có cái bộ đế thì gan như con bạch tuộc nha bà con, đẹp cực kỳ nha. Đó bà con thấy không, thấy không? Bộ đế quá trời đẹp bà con ơi, chốt lẹ lẹ giùm tụi em nha bà con. Mã số 27, ủa coi như hoành thân 27. Chiều cao 112, tán ngang 84. Mã số 12 cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con mình 2.500.000. 2.500 là tụi em bao ship tặng luôn chậu nha bà con. Cây nào cũng nó lên nụ kim hết trơn rồi, về cô chú mình xử lý thêm là tết cây bông rực rỡ luôn. Số 13 bà con ơi, cũng là cây cúc Thọ Hương nha. Thẳng đứng tròn vo như cây thông nha bà con. Cái một ghép nó bằng ngón tay chỏ nha bà con. Nút nụ là bao la bà con ơi. Cây này mình giúp bữa nay là tụi em nạo ngay hổng gài bà ế ẩm quá, bà con giúp đỡ ủng hộ tụi em nha. Hổng gài bán luôn không được, không có đóng được cái kiện nào, nó cũng tay chân nó cũng mấy sao đâu á. Đó, rồi có bộ đế bà con coi nha, bộ đế quá trời đẹp luôn, cây đẹp cực kỳ ha. Rồi, hoành thân là tới 22 đó bà con ơi. Chiều cao 118 bà con ơi. Tán ngang là 81. Mã số 13, cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 2.600.000. Dạ. 2.600 là tụi em bao ship tặng luôn cái chậu. Cái chậu ghép này cũng bự hết trơn rồi đó cô chú. Chụp ghép. Mã số 14. Mã số 14 này cũng là cây cúc Thọ Hương. Cây này cái gốc bự lắm nha bà con.
tàn thì đó. Cũng tròn vo, tàn một ôm không hết đó bà con ơi. Cái mục ghép thì bằng ngón tay chỏ tay út hết trơn nha. Nút nụ thì bao la, cái cửa hàng của tụi em nói gì nút nụ là không còn nói nữa rồi đó. Thân cây cũng lớn nha, có bộ đế cũng đẹp lắm nha. À, bộ đế cũng đẹp cực kỳ ha. Đa số là đế cũ đó. Ở đây cái cửa hàng này bà con cứ yêu cầu mà mua cứ an tâm chấn về nút nụ để đón xuân là coi như không khoảng luôn. Hoành thân 28 lần bà con ơi, cây bự á. Chiều cao của cây là 129, tán ngang 93, mã số 14. Cây cúc cọ thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 3 triệu đồng. 3 triệu là tụi em bao ship tặng chậu nha. Mấy bà con nào mà ở gần gần ở thành phố về đây đó thì cứ nhắc máy alo thì ngày mai tụi em giao. Đâu bà con chốt thử 10 cây 20 cây tụi em là giao liền ngày mai là có đó. Điểm bữa nay mai giao. Rồi mã số 15 cũng cây cúc thọ hương. À, cái tàn bà con thôi coi nè. Đó, lùng lực cái tàn nó tròn vo cũng như cây dù, mà cây dù lớn của mình đó, lá thì mượt mà tròn vo ha. Vô dây không có khuyết cái chỗ nào, cái lỗ nào nha bà con. Đó, cái mục ghép thì bằng tay chỏ ha, bự hơn tay chỏ em ha. Còn nút nụ thì thôi bao la như cái găng cưa hết trơn ha. Rồi đó là nói về cái phần cây nha. Giờ tới nói tới phần gốc nha. Đó bà con cái bộ đế nè, đó 102 không ha. Có rễ chịu phía trước không nha, bà con đó coi rễ nè. À, rất đẹp ha, nó có hình như con thú mà không biết con gì. Dạ rồi, rồi hoành thân cây này tới 24 hoành bà con ơi. Chiều cao 114, tán ngang 91, mã số 15. Cây cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 3 triệu 300 ngàn. À, 3 triệu 3 là tụi em bao ship là tặng chậu ha. Mã số. Rồi, mã số 16 bà con ơi. Cây này hầu rồi, thẳng đứng nha. Cái này là trực quân tử nha bà con. À, thẳng băng, tròn do như cây thông luôn. À, vô dây rồi bà con thấy tròn ha. Tròn do, không có khuyết cái chỗ nào hết trơn nha. À, nút nụ thì cũng ghép bằng ngón tay chỏ, bự hơn tay chỏ nha bà con. À, nút nụ thì bao la. Thân cây thì nó thẳng đứng ha, băng luôn. Còn đó có bộ đế bà con coi này nó, bộ đế có 102 ha, cũng là sổm cao à nha, cũng như cái người ta dán cũng như người ta ngồi bà con nè ha, hai nó chỏ xuống nè, sau đít này ha, cũng như người ta ngồi ha, đó, bà con thấy không? Nó như giống hình cái con gì ngồi vậy ha. Rồi cây này lớn bà con ơi chứ không có nhỏ nha. Cây này hoành thân tới 29 bà con ơi. À, cây này bự đó. Lại cao nha bà con. Cây này tới 1m4 đó bà con ơi, là 140 á. Tán ngang 86. Mã số 16 thì cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 3 triệu 500 ngàn. À, 3 triệu 500 ngàn là tụi em bao ship tặng chậu nha. Chọt ghé là bị chán là kéo vụ liền luôn, hãy vụ lên đều bao la. Chùm chùm luôn ha. Đây rồi. Số 16 là cây cúc thọ hương mà gốc tứ quý nha bà con. À, gốc tứ quý, dáng thì xiên xiên ha. Dáng thì xiên xiên. Còn thân cây thì tròn vo. Một ghép thì bằng tay cái trở lên, bự tay cái, còn nút nụ cái cây này là thôi em không còn để gì nói nữa hết trơn. Đó, nút nụ trắng tư luôn. Thì cái loại gốc tứ quý là nó mạnh vậy đó bà con ơi. Bông lại sập sở nha bà con. Bông đẹp chứ lắm nha, hơn gốc mai vàng mình nha. Nó càng về lâu rồi nó bị ớt ra, nhìn cây nó quái quái tan chứ chứ. Rồi. Đó, bà con thấy không? Vô dây rồi ha, không có khuyết cái điểm nào trên cây ha, nó tròn vo như cây dù nha bà con. Thân thì xiên xiên ha. Đi dài xuống tới cái gốc bà coi, coi cái gốc của nó nè. Đó. Cái này cái bộ đế bà con thấy có 102 ha. Rất là kẹp đẹp, nhõng nhõng như cơ như cô gái có mái tóc đuôi gà vậy ha. Ở sau lưng nó có cái nhõng nhõng này nè. Rồi hoành thân tới 24 lần.
thì đo thử cái hoành đế ra, nãy giờ mình không có đo hoành đế, giờ đo thử cái hoành đế này ra nghe bà con. Đó, cái hoành đế này tới 67 bà con ơi. À, nó ngóc cao như cái mái tóc của đuôi gà, cũng như cái cô quay clip vậy ha, là tới 16. Còn cái chiều cao của cây là 134. Cái tán ngang của cây là 106. Mã số 16 ha, cây cúc Thọ Hương mà gốc Tứ Quý nha bà con. Xin giao lưu với bà con của bác mình là 3.200.000. 3.200.000 là tụi em bao ship tặng chậu luôn nha. À, bà con thấy ha, có 3.2 là đáng mua cây này, 3.2 xài thôi hết, ba mua cái cây này để xài đời đời nha bà con, mà lại đẹp nữa ha. Dạ. 17. Rồi mã số 17 bà con ơi, cũng là cây cúc Thọ Hương nha bà con. Đó. Cái cây này thì thân nó cũng hơi lắc một chút mà bự nha bà con, bộ 18 hả? 18 rồi. Xin lỗi bà con ơi, cái này là tụi em lộn nha, xin lỗi bà con chút xíu nha. Dạ, cây nãy 17, cây này 18 nha. Dạ, cái cây này cây 18 bà con ơi, chứ không phải là cây 17. À, tụi em lộn nha, xin lỗi bà con nha. À, thông cảm bỏ qua. Đây. Rồi cây này mã số là 18, là cây cúc Thọ Hương. Cái đó bẻ ra còn sàn đâu ha. À. Là cây Tứ Quý nãy số 17 ha. Rồi giờ tiếp tục cây này là số 18 rồi bà con. À, cây cúc Thọ Hương, gốc coi mai vàng mà gốc này bự nha bà con. À, ghép cái một ghép cũng bằng ngón tay chỏ ăn lên, nút nụ thì bao la, vô dây rồi tròn vo như cây dù nha bà con, quá đẹp tuyệt đỉnh luôn. À, cái cây này cái gốc này bự lắm đó bà con, chứ không phải nhỏ nha. À, bây giờ bắt đầu em đo nha. À, bà con coi nè, hoành thân nè 34, hoành thân nha. Rồi, chiều cao của cây 124. Tán ngang 96. Mã số 18 cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 3.800.000. À, 3.8 là tụi em bao ship tặng luôn chậu đó. Dạ, 3.8. Cái phôi này nó già lắm cô chú anh chị, mấy cái nách này nó bể ra xù xì hết trơn luôn ha. Rồi bà con coi nút nụ nè. Trời ơi, lật lên cái thôi thôi không còn gì chân nè. Hết biết tưởng tượng luôn rồi. Mở đón không Tết xuân 2024 này là phải nói là 2024 là phải nói có 102 luôn, đỉnh luôn. Mã rồi, mã số 19. Cũng là cây cúc Thọ Hương. À. Hàng thông luôn rồi. Gốc mai vàng. Ha, à, gốc cúc Thọ Hương. Tàn thì tàn cao thẳng đứng, nút nụ đều gan luôn cô chú chị. Cái chột ghép thì bằng ngón tay chỏ tay cái nha bà con, nút nụ thì thôi khỏi nói, là các cửa hàng của tụi em là coi như có 102 bao bà con nút nụ mà vô dây tròn vo ha bà con. Cây bự nghe bà con ơi, có bộ đế cũng có 102 nha bà con. À, mấy cây này bà con ủng hộ tụi em đi, lúc này giá nó còn hữu nghị còn rẻ nha, chứ còn mà vài ngày nữa đó là độ tháng 10 trở lên là không có giá này được nghe bà con. Đó, bà con có yêu thích mai vàng thì cứ lúc này mua đi, nó còn nới nới, nghĩ dài nữa vài ngày nữa là mắc lắm à. Đó, hoành thân 35 bà con ơi, cây này quá bự. Chiều cao của cây là 136, tán ngang 95. Mã số 19, cây cúc Thọ Hương này xin giao lưu với bà con của bác mình có 3.900.000, mà 3.900.000 này là tụi em bao ship và tặng luôn cái chậu đó. Dạ. Mã số 20. Nữa rồi, cũng nữa rồi à, đừng có nhắc nữa mà. Đây, rồi tiếp tục mã số 20 bà con ơi. À, mã số 20 cũng là cây cúc Thọ Hương nha bà con. Thẳng đứng như quân tử nha bà con. Cây này cao mà gốc lớn nha. Đó, cái bộ đế bà con nói thiệt chứ bà con có 102, còn nói gì nút nụ là bà con khỏi lo, tụi em bao luôn. Đó, cái một ghép thì bằng tay chỏ đó nghe bà con. Đó, lá mượt mà ha. Đó, vô dây rồi không có chỗ nào mà chê được hết trơn ha. Rồi bà con coi em đo cái thân với cái gốc cái đế nghe bà con coi nè nè. Nó hoành thân là 25, nó hơn 25 đấy, em tính 25 nha. Rồi cái củ đế đặt coi. Cái củ đế đặt 40, hơn 40, tính 40. Rồi cái chiều cao của cái sổm đế cao mình là tới 21 đó bà con ơi. Đó.
Rồi, rồi, múc cây thước em luôn. Như vậy là 1,5 m đi. Rồi, tán ngang 103. Đó, mã số 20, cây cúc thọ hương này xin giao lưu cho bà con của bác mình có 4.200.000 thôi. À, 4.200.000 là tụi em bao ship tặng luôn cái chậu nữa đó. À, bà con thấy không? Có cây cúc thọ hương ăn ý. Cái này cái phôi không là chi cành nó đóng tứ gì luôn nha. Biết không, bà con thấy nè, nó ngộ con cái đi lên, nó xổm tới đây, nó đế đặt ngon lành ha. Mà từ đây trở lên cắt đầu đó, bà con thấy không? Đẹp cực kỳ luôn, có cái ngắn bên chỉ có 1 không 2. Phải nó tuyệt đỉnh, cái cây nó có tuyệt đỉnh, có cái ngộ là nó có vậy đó. Dạ, dạ. Con nở luôn. Mã số 24 cũng là cây cúc thọ hương bà con ơi. À, trực quân tử nha, cái cặp cái cây 20 với cây 21 này bà con có nhu cầu ha, y gan không khác nha bà con. Đó, cây 20 rồi đó, cây này cây 21. Nếu bà con có nhu cầu mà chơi một cặp ha, để hai bên cửa ta đón xuân không 2024 là phải nó tuyệt đỉnh luôn, có 102 luôn. Đó, y gan à, hồi bà con coi nha, em đo y gan. Đó, chi cành cũng là phân chia đầy đủ ha, một ghép cũng bằng ngón tay trỏ cho lên, nút nụ thì bao la. Đó, và cây hay chân ha bà con, xù xì hết rồi ha. Rồi, đó bà con coi nè, bộ đế này ha. Rồi, đo cái hoành thân coi. Đó, hoành thân 31 bà con ơi. Đó, cái củ đế đặt bao nhiêu nha. Đó, cái củ đế đặt tới 46 lần bà con. Đó, nó sổm cao. Nó sổm cao tới có ngắn là chỗ này là 19 đó bà con. Đó, chiều cao của cây, cây này hơi lùn hơn cây nãy chút. Cây này là 148 bà con ơi, hai phân. À, chiều tán ngang của nó tới 104 lần. Mã số 21 cây cúc thọ hương này xin giao lưu với bà con của bác mình là 4.500.000. À, 4.500.000 là tụi em bao ship rồi tặng luôn cái chậu nha bà con. Dạ, cây này là cây sắc lớn mà, tàn lớn luôn đó cô chú anh chị. Cây này là coi như có 102. Đó, bà con cứ việc nhu cầu chốt đi, cây 20 cây 21 từ thành phố về đây. Bữa nay điện ngày mai là có thể giao cho bà con được đó. Để nguyên hình dạng về giao là coi như cây khỏe mạnh ngon lành nha bà con. Dạ. Rồi, mã số 22. Mã số 22 là cây giáo Phú Tân nha bà con. À, cây giáo Phú Tân này của em là có 102 nha, bự khủng nha. Thì trong cái cửa hàng tụi em đó. Thì, chuyến này về 21 22 cây mai thọ hương đó, có một cây lộn vô một cây giáo Phú Tân nha bà con. Đó, về cho bà con mình chiêm ngưỡng, như bà con mình có nhu cầu thử ha. Thì đó, em có cây một đó, nút nút nụ có đều nụ này là nút nụ là khỏi nói rồi. Và cây này thì ghép được 4 mùa nha bà con. Và cây một ghép đó thì nó bằng ngón tay trỏ, ngón trỏ cái em hết đó nha, đừng trỏ cái ăn lên đó. Đó, cái chiều cao của cái cây này em độ chắc khoảng từ 2 m chứ nó không dữ. Gốc cũng bự nha. Mấy cái đóng thân là liền lạc cái chân rồi đó. À, bà con thấy không? Đó, tương thẳng đứng nha. Chi cành vô ngon hết biết ha. Đó. Rồi, đế nở củ đế. Đó, bà con thấy ha. Đó, cái bộ đế ha. Thân cây ha. Cái này là cây bự à, cây khủng của tụi em đó. Bà con có nhu cầu ha, thì điện alo giùm tụi em ha, rồi giúp đỡ tụi em luôn. Đó, đón xuân năm nay là phải nó có 102 luôn nha bà con. Rồi thôi vậy em đo nha. Đó, hoành thân 35 bà con ơi. Cái này cái dòng này thôi bà con chắc thấy vậy biết rồi. Cái dòng bồ đế này cũng hơi khó đo, nó cà chợt chợt thôi đi. Rồi cái chiều cao tính 2 m đi bà con ơi. Giờ cái dây này nó còn lên chỉnh xa lắm, anh tính 2 m đi. Rồi tán ngang tới 100. À, chiều cao 2 m, chiều ngang 100. À, mã số 22 giáo Phú Tân này ha, xin giao lưu với bà con của bác mình chỉ có 5.900.000 thôi. À, là tụi em bao ship tặng chậu luôn nha. Cây này để một mà cây phía trước sân nhà chơi Tết rồi mà con mà có đi. cái sân mà ấy ha, hay là để trước cửa gì một cái là đón xuân phải nó có 102. Mua cây này năm nay mình Tết Giáng sinh năm nay mình thay cây thông cũng được luôn. Rồi bắt đầu là chơi hết Noel mình chơi luôn tới cái Tết luôn. Đó, một công đôi chuyện nha bà con. Rồi, mã số 22 là cây giáo Phú Tân này cũng là hết clip của tụi em rồi. Thì trước hết thì kính chúc quý bà con trong cái cuộc sống Cần Thơ, Hậu Giang nói chung và cả nước nói riêng ha,
thì có một ngày mới vui tươi, tràn đầy hạnh phúc ha, thành công trong mọi công việc. Rồi xin chào, hẹn gặp lại, bà con nhớ ủng hộ em hết mình nha. Rồi dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị nha.